Thưa quý vị, Công an phường Hải Châu 1, quận Hải Châu là đơn vị duy nhất của thành phố Đà Nẵng và là một trong 5 đơn vị của cả nước được Bộ Công an lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Để xây dựng thành công mô hình kiểu mẫu này, bên cạnh tập thể chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an phường còn có cả hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở, đồng lòng hưởng ứng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hết mình để xây dựng thành công mô hình này. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay từ tháng 6 năm nay, Công an phường Hải Châu 1, quận Hải Châu được thành phố chọn triển khai thí điểm mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Theo đó, đơn vị đã chủ động rà soát lại các nhóm công việc trọng tâm, trọng điểm. Các băng nhóm, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự an toàn đô thị được lên danh sách cụ thể để có biện pháp xử lý. Từng cán bộ trong ban chỉ huy Công an phường được phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên giao ban hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, rà soát các công việc, xây dựng nội dung công tác dài hơi để đảm bảo tiến độ. Đối với cán bộ chiến sĩ cũng quán triệt về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, giao tiếp ứng xử, nâng cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Trong các nhóm công tác thì nhiệm vụ nào cũng quan trọng. Tuy nhiên để mà xây dựng được cái thành công 22 tiêu chí này thì đội ngũ cán bộ công an phường là đóng vai trò rất quan trọng, và cái tinh thần trách nhiệm và thái độ của cán bộ chiến sĩ với người dân phải được nâng lên hơn nữa, và đặc biệt là cái tận tụy với công việc và coi người dân, tôn trọng lễ phép với người dân trong cái việc triển khai nhiệm vụ, đó là cái nhiệm vụ quan trọng, và qua đó thì xây dựng cái hình ảnh công an đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè du khách. Công an phường Hải Châu 1 xác định để hoàn thành nhiệm vụ rất cần sự đồng thuận từ phía cấp ủy chính quyền trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể và địa phương trong tuyên truyền và vận động nhân dân cùng tham gia hưởng ứng. Đơn vị đã tổ chức hội nghị phối hợp có sự tham gia của lãnh đạo phòng nghiệp vụ công an thành phố, quận và ban điều hành các khu dân cư trên địa bàn. Theo đó, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, các chi ủy, chi bộ được giao nhiệm vụ tổ chức phổ biến quán triệt nghị quyết và kế hoạch trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân để thực hiện hiệu quả, qua đó xây dựng phường an toàn, văn minh đô thị, xứng đáng là địa bàn trung tâm của Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngay từ khi có cái sự chỉ đạo thì chúng tôi đưa ra nhiều cái quan điểm để làm sao là cái kể cả hệ thống chính trị từ phường cho đến khu dân cư phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, làm sao đảm bảo được những cái chỉ tiêu và những cái tiêu chí mà Bộ Công an và Công an thành phố, Công an quận. Theo yêu cầu, để đáp ứng làm mô hình kiểu mẫu thì phải phấn đấu hoàn thành 22 tiêu chí theo 7 nhóm nhiệm vụ. Cụ thể, nhóm xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị phường, xây dựng lực lượng công an phường, đảm bảo về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và văn minh đô thị, công tác cải cách thủ tục hành chính.